Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Nghiện Để Mua Giá. Chúc người mới thật nhiều sức khỏe luôn thành công nha. Hôm nay mình review cho mọi người là đây này. Cái này mọi người vẫn biết là mở cốp, nhưng mọi người không biết mở cốp ở chỗ nào rồi mở như thế nào nha. Đó, ai biết thì có thể lướt qua nha, ai chưa biết thì dừng lại. Mình chỉ, không phải chỉ mà gọi là mình chia sẻ thêm cho mọi người biết thôi nha. Mình cũng mới biết đây thôi. Đó, là cái này là chỗ để mở này. Bên tay phải xét chìa khóa này. Bình thường mọi người mở cốp là mọi người sẽ ấn chìa khóa đây. Nút này là mọi người sẽ mở được cốp này. Đó, vậy thôi, đóng xuống. Đó, đóng nha. Tắt chìa khóa đi, tắt chìa khóa đi thì ấn này không giờ mở được nha. Đó, thì mình sẽ mở cái này. Đôi khi mọi người sẽ quên móc, hoặc là cái móc mọi người hay để ống cốp. Mình thấy rất nhiều người hay xài móc mà để ống cốp mà nó bị hết pin thì mọi người không xài được cái gì hết nữa nha. Cái này dành cho những tất cả những xe gọi là Vision, nhưng mà gọi là ổ khóa thông minh nha, thì nó mới có cái hông này. Còn lên ổ khóa thì không có bên này nha. Đó, mọi người lưu ý cho mình nha. Cái là Vision đời 2022 nha. Đó. Đây, mọi người sẽ ấn vào đây. Nhấc lấy cái đầu ngón tay trỏ ấn vào cái lỗ này để nhấc cái này hở lên. Vút đít lên này, đó là ra nha. Đó, mà ví dụ mọi người mở lúc đầu nó hơi cứng ấy, thì mình chia sẻ mọi người cách này gần như trên mạng cũng rất nhiều người chưa chia sẻ. Mọi người sẽ để cái thìa đây, nhấc ngón tay trỏ lên. Bút cái thìa này, đút cái thìa vào cái góc này nha. Đó, đút vào trong đây, đẩy ra nha. Còn mình nó mở dễ, ai mở khó là sẽ xài như vậy. Đấy, thế này, mọi người sẽ nhấc lên như vậy đúng không? Nó hở ra cái khe, mọi người đút cái thìa vào. Đó, là mọi người đẩy lên là ra. Còn đây mình nãy mình đã làm rồi, nhấc lên, đẩy ra rất nhẹ nhàng. Vậy nó có chấu này này, chấu này ăn vào cái lỗ này. Đây này, đấy mọi người thấy khe không? Đó là cái chấu đầu này sẽ ăn vào cái lỗ đấy, hai cái chấu hai bên là ăn lên cái góc trên đây này, hai cạnh đó. Còn cái chấu cuối này sẽ ăn ngay góc này, nên là lúc mở nó hơi cứng nha. Đó, thì mọi người đã nhìn thấy cái này rồi đúng không? Cái này thì giống như bình thường nữa. Đây yên đang khóa nha, đây bút này vô thì cũng giống như mọi xe kia thôi, cho vào. Tạm vừa cần đèn pin mình vừa cho mọi người nhìn nó dễ nha. À, cho vào. Đấy, đúng khớp, mọi người mở cái là cốp nhảy lên. Đó, mọi người thấy không? Đó, là lấy từ trên xuống nha, là cốp nhảy lại xuống. Ấn cốp xuống. À, vậy là cốp mở bằng này thì sẽ không ấn xuống nữa nha. Không ăn nữa nha. Đấy, đội lên là mọi người phải xoay nó lên lại, hoặc là có thể mọi người sẽ dùng một chìa khóa. Rồi, thử tận ra. Đây là lần đầu tiên mở cốp nha. Và là tất cả là phải xoay ngược cái này lại để cốp nó về vị trí ban đầu để đóng được nha. Đấy. Đó là đóng được nha. Đó, mọi người phải xoay lại cái này. Đó, cái này là lần đầu tiên mình làm nha. Và mọi người làm quen thì mọi người ấy nha. Nhưng mình bảo mình khuyên mọi người chân tình đừng bao giờ bỏ chìa khóa mình vào trong cốp nha. Bởi vì họ rất là dễ lấy xe mình nếu ai đã biết. Đó, còn đóng thì đơn giản nha. Mình chỉ mọi người đóng này. Mọi người lấy cạnh này trước vào cái lỗ ở trong này trước này. Úi đầu này vào, vào lỗ này. Đó, vào khe đấy. Đó, vào khe, đẩy vào, xong. Mọi người nhìn những cái xe đã mở này một lần thì chỗ này luôn luôn hở này. Nó không khít như lúc đầu nữa. Còn xe nào chưa mở thì nó sẽ khít như vậy này. Khít khít, còn xe đã mở rồi nó hở này. Đó, mọi người để ý nha. Đó, một điểm phân biệt là mọi người biết. Đó, mình cũng hy sinh để làm cho video nó hấp dẫn hơn nha. Đó, mọi người thấy video này hay, hơi hữu ích thì mọi người nhớ like cái kênh ủng hộ mình nha. Xin chào, hẹn mọi người trong video ngày mai nha.